Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao của tỉnh An Giang vừa thẩm định các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020 của xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn. Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn chủ động lập xây dựng lộ trình phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Theo đó, xã tập trung củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí còn đạt thấp, triển khai thực hiện các tiêu chí mới, trong đó quan tâm nâng cao thu nhập của người dân, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, đảm bảo bền vững, vận động đầu tư nâng cấp lộ giao thông nông thôn, vân vân. Qua thẩm định, đoàn công tác đóng góp nhiều ý kiến và đề nghị xã Bình Thành sớm điều chỉnh báo cáo, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ để tiến tới công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.